kéo. Em có bò nè chị ơi. Ôi. Kiểu tàu hũ nè. Đúng rồi, chị chưa có tàu hũ. Ủa bé dễ thương. Ủa em, ủa hà nẻ đâu hết rồi? Hà nẻ đâu rồi? Hà nẻ. Dạ. Quẹn bên này đúng không? Đúng rồi. Bột đâu? Bột đâu? Bột bên này ta lấy rồi mà sao lấy của người ta? Chung làm đi. Bỏ rồi. Đó, cái này phải tái diễn ra. Đó, em biết rồi. Ôi, trời. Ôi, chạy đâu vậy? Đâu có được. Đang làm đâu có được, chạy đi. Có cái tôn chưa? Rồi à. Em đi. Nhìn cái gì? Em nhìn chị á. Ông này ông đi qua kia đi. Tội bé ơi, bé, tội nè. Đúng rồi. Ủa đi đâu đây? Đây, em đuổi bên này. Đúng, lột ra nè. Với mèo. Thôi em không lột với chị mèo đâu, em bám với chị mèo. Đấy đường quá, xanh nè. Bên kia làm bánh quá trời. Ủa em đi đâu bên này vậy? Ok. Rồi em phá cái đội kia đi. Em phá cái đội kia cho anh. Em giúp được không anh? Trời ơi, em đừng có giúp bên kia. Em phải phá đi. Như ơi, về với em đi. Trời ơi, đâu có nhu cầu ăn đâu. Nấu đi em. Bên này giống một mình anh. Anh Huy làm hết. Rồi sao em không phá bên kia giùm anh đây? Em không phá nổi với chị Như ạ. Nè, Minty. Thôi đi. Cái gì mà đi cả thân. Ủa, cái này đâu? Tôi tức quá. Ủa, cái gì ạ? Alo. Ở đây chơi với em, rồi đây chơi với em. Chị không có nhu cầu chơi với em. Căn bếp vui nhộn phát sóng lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV7.